Em chào các bác nhá. Hôm nay Valoka bếp đẹp phòng tắm sang xin giới thiệu đến anh chị và các bạn mẫu nồi cơm điện thương hiệu Cúc Cu model JHR1060FD nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc, Made in Korea. Nồi cực chất anh chị ạ. Đây mặt trước của nồi. Mặt hông này, mặt hông của nồi, núm mở này, mở chỗ này, Made in Korea, lòng nồi này, cực kỳ là chắc chắn luôn, rất là dày dặn. Anh chị có nhu cầu mua nồi cơm điện Cúc Cu vui lòng liên hệ hotline 0989 891 118 hoặc truy cập website và kênh YouTube của Vanoka để tìm hiểu thêm về các sản phẩm gia dụng nhà bếp, gia dụng và nhà bếp và thiết bị phòng tắm, thiết bị lọc nước. Cảm ơn anh chị và các bạn.